Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với sự kiện may mắn tân niên. Thì chỉ còn một ngày nữa là kết thúc rồi. Hôm nay là ngày 27 rồi và mình sẽ quyết định lấy con Pack Jack luôn, bởi vì là ở trong cái skin này đấy, nó chỉ hiếm quý mỗi con Pack Jack thôi, còn những cái con mấy cái skin khác thì không quan trọng. Ok. Vì thế mà nếu mà mình mà có có một cái skin nào đó ở cái sự kiện này thì mình sẽ chỉ chọn Pack Jack thôi, còn những skin khác thì quá là bình thường luôn. Vì thế mà mình sẽ, đây mình sẽ cho các bạn xem luôn. Con Pack Jack là 2000 này, mình đang có 1750 rồi. Bây giờ con lắc thập đại nguyên tố chỉ có 200 thôi. Đấy, đây mình có 2750, mình có thể 1750 thì mình có thể tiến tới rất là gần con Pack Jack rồi. Và nếu như mà các bạn muốn mình làm một clip về Pack Jack thì các bạn hãy ấn nút like cho mình nha. Nếu như cái tập này mà đạt được đủ 10.000 like thì mình sẽ làm một clip riêng về Pack Jack cho các bạn xem. Ok, rồi mình không nói nhiều nữa, chúng ta cùng mua phong bao nào. Mình sẽ mua cỡ 450 nhá, 45 phong bao, bởi vì mình đang có dư 450 GP. Ok. Tiếp tục rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn biết một điều như này. Sau khi mà một thời gian mình quay, gọi là xác suất mình quay ra được 1750 đồng vàng này thì mình biết là cái xác suất nó rơi ra ba con nhiều nhất. Thứ nhất đó chỉ là con Mo này, thứ hai là con Warwick và thứ ba là con Nasus. Thì thường đấy là nó sẽ rơi ra ba cái này là nhiều nhất. Thường là như vậy. Ok, bây giờ mình sẽ đổ xúc sắc cho các bạn xem. Yeah. Ra ba con Azir các bạn ạ. À, mình nhầm, con này không phải là con Morgana. Mình nhìn đầu tiên mình nhìn thì mình tưởng con này là con Morgana Nguyệt Hồn, nhưng không phải. Con này là con Cassiopeia Quý Tị các bạn ạ. Thế bây giờ mình toàn chơi cái kiểu này này. Thế là mình chơi ba cái này. Đúng thì đúng, không đúng thì thôi. Đấy, nó thường là như vậy. Nhưng mà sau từ khi, hoặc là mình chơi ba cái ở dưới này. Một là chơi ba cái đấy, hai là chơi ba cái dưới thì thường nó sẽ được 6 cơ hội, 6 hoặc 5 cũng được. Đó. Bởi vì thường nó sẽ trúng hai cái á. Nhưng mà tự nhiên bây giờ lúc mà mình quay thì nó toàn ra tiết thật bựa thật. Lúc mà mình không quay đấy thì chứa nó ra con mo này với hai con chó này. Con chó đi rừng với con chó đi top. Mình có thể loạn suy ngẫu hết lên, bởi vì lúc mà mình quay mình cũng không chắc chắn nữa. Ok. Một sao vẫn 1782 thôi. Nó nhảy trước đấy các bạn. Nó nhảy trước khi mà mình mình đổ xong các bạn nhìn này. Đấy, nó đổi, nó nhảy trước này. Mình có thể biết trước là mình còn bao nhiêu phong, mình mất phong bao hay là mình được phong bao, mình mất phong bao hay mình không mất phong bao, mình được bao nhiêu cái đồng vàng, nó sẽ nhảy trước cho các bạn xem. Như bây giờ 21 1796 mình đổ xong cái này, nó quay trước rồi đó, thấy chưa? Mất một phong bao. Mình còn 200 nữa. Mình cần 200 đồng vàng nữa để đổi ra Pack Jack. Nói chung là cái trò này cũng khá là chua đấy. Vì thế mà mình không khuyến nghị các bạn chơi đâu. Nếu như mà bạn nào dư tiền thì có thể chơi. Nhưng mà mình đã bị dụ các bạn ạ. Các bạn ấy kêu mình quay đi. Đấy. Thế bây giờ mình quay và mình quay nó cứ lỡ ngớ. Chỉ được có mấy trăm đồng vàng thôi thì đổi cái skin nó không có đã. Đã đổi là phải đổi nguyên cái con Pack Jack luôn. Mặc dù là cả tháng ăn mì tôm, tuy nhiên là vẫn phải cố gắng sở hữu một con Pack Jack để cho khác người các bạn ạ. Với lại mình cũng rất là thích Pack Jack. Hình như là mình ở nick chính của mình ấy là full skin Pack rồi. À nhầm. Full skin Jack rồi. Full skin Jack rồi. Tuy nhiên là cái nick ấy mình bị mất mật khẩu rồi các bạn ạ. Cho nên là bây giờ mình phải tạm thời sử dụng cái nick này nè để mình quay cho các bạn xem. Còn cái nick chính của mình mất mật khẩu rồi, mình không dám kia. Để một hôm nào đó mình sẽ liên hệ với Garena để xem là mình có thể lấy lại mật khẩu của nick đó không. Mình nhá, mình không bao giờ bị mất nick bởi hack hay là bị lừa đảo. Mình chỉ bị mất nick bởi quên mật khẩu thôi. Đấy, một cái sự mất nick nó ngu dốt đến mức độ đấy. Trời ơi là rồi. Ok. Tiếc thật. Đấy các bạn thấy chưa? Nó chứa ra hai con chó. Con chó Nasus với cả con chó Warwick. Ok. À mà mình có một cái mẹo nhỏ cho các bạn nào mà chơi nhá, có nghĩa là khi các bạn nào mà chơi như thế này này thì các bạn chỉ đặt một đồng thôi. Các bạn thấy con nào nó cơ hội ra nhiều nhất các bạn đặt một cái thôi. Đừng có đặt nhiều, đặt một cái nó dễ trúng hơn. Đặt ba cái thì lỡ may mà ở đây nó ra như thế này này, ví dụ bạn đặt sói, Nasus với cả ngộ không đi thì các bạn vẫn bị mất một đồng, bởi vì nó không có con Nasus đấy. Thì nếu các bạn đặt được một cái thì nó sẽ dễ ra hơn đấy. Ok. Rồi mình còn một phong bao thôi.
sẽ là con sói. Mình tin tưởng một con chó sói. Ba con sói nhưng mà nó không ra ba con sói các bạn ạ. Còn mình còn 120 nữa. Chắc là mình sẽ mua thêm 30 không bạc. Mình nghĩ là mình không cần phải bỏ quá nhiều để mua các bạn ạ, để dành RP để khi nào có sự kiện khác là chơi tiếp. Chứ nếu bây giờ mình đổi xong cái con này thì đổi xong cái con rách thì mình đâu có nhu cầu đổi con nào nữa đâu. Cho nên là mình cũng không cần phải cần thiết lắm. Rồi một xíu nữa mình sẽ vào trong game để cho các bạn xem con pack rách nó như thế nào nha. Ok. Đấy, mình cứ đặt ba cái ở dưới này thì cơ hội nó được rất là cao. 897. Ok rồi, 1897 rồi. Mình sẽ cố gắng. 19 thôi. 1903 rồi. Không biết là có chụp được cái thời gian mà 1993 không? 1993 là năm sinh của mình các bạn ạ. Rồi nhá, hy vọng một lần sau là Garena đừng có ra những cái sự kiện mà nó tốn tiền quá như này, người ta sẽ chửi là hút máu ấy. Tuy nhiên là thực sự ấy, là các bạn muốn tham gia thì các bạn tham gia, còn các bạn không muốn tham gia thì thôi, không có ai ép các bạn phải tham gia hết mà các bạn kêu người ta hút máu. Với cả là skin ấy, nó không tăng sức mạnh cho nhân vật trong game. Skin nó chỉ khiến cho nhân vật trong game nó đẹp hơn thôi. Và nói chung là nếu bạn dư giả thì bạn có thể mua, còn bạn không dư giả thì thôi. Tội quái gì mà lại đi chửi người ta là hút máu. Các bạn không thích thì các bạn không chơi, còn các bạn thích thì các bạn chơi. Đấy, chả có gì là hút máu ấy, đúng không các bạn? Tuyệt vời, 4 đồng vàng. Tại vì mình cũng khá là bức xúc với lại một số bạn cứ lên kêu là mỗi lần mà Garena ra event mới ấy, thì các bạn lại kêu hút máu. Ngay cả bản thân mình cũng kêu là hút máu. Tuy nhiên đấy là mình đã tham gia hiến máu và mình kêu là hút máu. Còn những bạn là một số bạn không tham gia cũng kêu là hút máu. Thế mà chết chứ. Đấy. Cho nên là nếu mà các bạn đã chấp nhận chơi thì có nghĩa là các bạn đã chấp nhận để hút máu. Và các bạn đừng phàn nàn. Mình phàn nàn cho nó vui thôi. Cho nên là nhiều bạn cứ gọi là cứ đặt vấn đề quá, các bạn đờ mờ chúng mày hút máu hay là đờ cờ mờ chúng mày đấy. Không, như vậy là không nên các bạn ạ. Ok, mình đã được 1969 rồi. 1975 rồi. Hay quá, vậy là mình sắp đủ rồi đấy. 1975 rồi, 1982 rồi. Bây giờ sắp đến 1993 chưa? Nào. Ôi chết rồi, rất tiếc. 1985. Dạ, 1989. Ok. À. 1992. Đây, bây phải rất tiếc mới được 1993. No, 1996 rồi. Vậy là đã qua 1993 rồi các bạn ạ. 1999. Rồi, bây giờ mình đủ rồi, mình đã đủ để đổi được một con pack rách. 2000 là 1 đồng vàng. À, mua phong bao. À nhầm, không bao gì nữa. Mình còn 7700 RP các bạn. Đây, mình sẽ đổi con pack rách. Chắc chắn. Chúc mừng bạn đã được pack rách. Không biết bao giờ thì nó sẽ có ta, để mình vào phần hỏi đáp để xem là bao giờ sẽ có pack rách nhỉ. Về trang chủ hướng dẫn à. Đúng không ta? Xem lịch sử. Đây mình thử vào trong nick xem đã có pack rách chưa nhá. Đây. Trời. Đây là có một số cái thông tin khá là hay này. Hình như mình cũng đã có một lần được được lên trên Garena rồi. Mình vui vãi cả tè ra. Để mình thử kiếm lặn lội xuống phía dưới xem có mình không nào. Đâu rồi. Không có rồi. Sâu lắm, mình từ ngày mùng 1 Tết đến giờ cơ. Đây là mấy ngày trước, mấy chục ngày trước rồi. Để mình cố gắng lội xuống dưới xem có thấy bản mặt của mình ở dưới hay không. 5 ngày trước, hôm nay là ngày mùng 10 đúng không? Hay là 11 Tết rồi nhỉ? Hôm nay như là 11 Tết rồi mình. Thật sự luôn là mình không để ý lắm. Đâu nhỉ? Đâu rồi ta? Đó, các bạn đã thấy chưa? Đó. Rất là buồn cười. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào trong phần bộ sưu tập này. Trang phục, ô có trang phục đây rồi. Đấy. Mình đang có tất cả 59 trang phục đấy. Thì cái skin này ấy, thì thực sự là nó cũng không có hiệu ứng hay là nó đẹp đẽ đâu. Tuy nhiên là mình thích cái skin này. Skin này là cái skin từ mùa 1 cho nên là nó cũng không có gì là đẹp, cũng không có nhiều hiệu ứng đặc sắc. Thậm chí nó còn thua cả con Master Z thiên kiếm cơ. Tuy nhiên là mình thích cái skin này thì mình đổi thôi. Chứ nếu mà mình không tham gia sự kiện thì các bạn ấy lại nói là cái thằng này lừa mình. Nó nói là nó tham gia sự kiện mà nó không tham gia. Đấy, vì thế là mình đã quyết định tham gia. Và đã tham gia rồi thì phải sở hữu pack rách các bạn ạ. Nếu không một tay chân nó ngứa lắm. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip
đến thời điểm này. Và nếu các bạn cảm thấy thích thì đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Đó chính là động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Và nếu cái clip này mà đạt được 10.000 like thì mình sẽ làm một clip đánh bách rách cho các bạn xem. Ok, còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye.